Chị Bình xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ nhé. Hôm nay mình được ngày rảnh á các bạn. Mình sẽ xuống khe để bắt cua đá để nấu ăn các bạn nhé. Các bạn theo dõi xem mình bắt được nhiều cua không nhé. Khe này nhiều cua lắm các bạn ạ. Thấy có một con ở dưới. Đây không biết có bắt được không. Ui, được một con cua nhỏ. Nó ở dưới đá các bạn nhé. Con cái này có. Ui, được có con này các bạn. Thường nó hay có nhiều cái trong đá dưới đá các bạn. Cua nhỏ quá các bạn ơi. Trời ơi, con này, cua này nó nhỏ thế. Xíu. Được khá rồi các bạn nhé. Chắc được cần nửa ký ấy. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa các bạn nhé. Thank you.
Ừ. To quá các bạn ạ. Đấy luôn ấy. Trông hấp dẫn quá các bạn ơi. Ôi, thơm quá nhỉ. Thơm quá. Quá thơm luôn. Anh rể của mình đi cắt cành cà phê về các bạn. Ui mệt lắm. Mộc. Thơm không? Thơm. Thơm. Thấy đúa này. Ghế đây này. Có muối à? cho muối. Muối cho có muối. Có rồi này, Quyên không cho muối. Có muối ăn mới ngon chứ. Rồi. Ăn nóng lắm. Con cô vàng ở Tây Nguyên đây. Cô đá. Cô đá, cô vàng. Không dùng đũa à? Đây. Ngon, ngon thật đấy. Có cái món chấm này mà. Một canh này. Rượu có... có được 1-2 lít rượu thì... Đúng là... đúng bài luôn. Mời các bạn ăn với mình nha. Ngon. Ngon quá các bạn. Béo béo. Thơm. Ăn cả hàng nữa. Ướt thì ướt có mà. Nói không lấy. Mò nửa buổi mới được phần này. Cua này ngon lắm các bạn ạ, à. Không giống như cua đồng đâu. Cua này thường thường người ta gọi cua đá. Đâu, muối đâu? Muối đâu? Đấy. Cua nãy quên nó, không cho vào muối đâu. Canh. Ăn đi. Con to nhất lắm. Đây các bạn ơi. Có to nhưng mà kiểu nó sâu quá không mò được. Sợ kẹp à? Kẹp tay à? Sợ kẹp mà sâu quá với lại đá không mò không ấy được á. Cái này ngon đấy. Mùa mưa đi soi là có ấy nhỉ? Đối à? Có nhiều lắm. Có giá. Ngon quá các bạn ạ. Béo. Ăn đấy. Ăn mềm ngon. Nó mấy con nhỏ xíu. Mấy con nhỏ xíu. Giỏi lắm nha. Anh cắt cành gần hết chưa? Chưa. Còn nhiều lắm. Được có 1/3.
của em đâu, chả có thời gian để động việc cắt để đi hái cho người ta. Với được hôm nay rảnh. Ngon quá, mai lại đi đi đào tiếp đi. Mai đi mò tiếp. Có ít diều là hơi bị ngon. Rồi đúng bài luôn. Đấy, chuối tiêu à? Thơm nhỉ? Mời các bạn ăn với mình nhé. No rồi. Đó, ăn nhé. No rồi. Nắm rồi. Ăn nhiều nhiều mà. Nó mộc quá. Chương cua này, cua nói thèm thôi nhưng mà mình ăn cũng hay bị ngán nhỉ. Còn câu đấy, ăn xong là đi câu cá tiếp. Câu cá về xào ăn tiếp nè. Ăn đi. Thôi, ăn nữa. Ăn này phí à? No rồi. Mới cả buổi công không ăn này phí. Để vứt đồ đi phí. Ăn mít. Giấy cái gì, có hết nhỉ? Có hạt không? Có chứ. Con này non lắm. Quá giòn luôn. Con heo bổ nha. Thơm nhỉ. Không có dao. Mang con dao vào kia này hả? Có dao không? Thơm. Thơm ngon ngọt. Thơm một viên nữa. Ui dồi dồi, sao mà ăn. Thơm thật. Vào đây thơm cái ngọt. Gì cũng có ăn. Không thiếu một cái gì. Sầu riêng hôm nay được không? Có không? Chưa. Nghĩa là cái lần thu nè. Lần đấy vừa thu vừa rồi dùng hết. Dùng hết. Video mò cua đã nấu ăn đến đây mình xin kết thúc các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.